Tô Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Scoopy phiên bản mới nhất của năm 2022 được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia và bày bán tại Việt Nam chúng ta thông qua siêu thị xe máy Minh Long. Và thông qua video ngày hôm nay, Tô Nam sẽ review chi tiết về mẫu xe các bạn đang theo dõi cũng như thông báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 7 của năm 2022 để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Và các bạn có phải thấy rất rõ rồi, đây là kiểu xe tay ga chủ yếu tập trung cho phái nữ nên có thiết kế thon gọn và trọng lượng khá là nhẹ, chỉ 94 kg mà thôi. Điều này khiến cho mẫu xe rất được ưa chuộng và chưa bao giờ bị lỗi mốt. Mẫu xe Scoopy 2022 sở hữu hệ thống đèn pha tạo hình như một viên bảo thạch với những đường nét cong tròn không điểm chết, tạo lên những điểm nhấn rất ấn tượng cho phần đầu xe. Các bạn có thể nhìn cận cảnh, hai đèn xi nhan được bố trí sang hai bên các bạn nha. Với cái màu sắc các bạn có thể theo dõi, đây là phiên bản màu đen nhám pha chút những cái mảng nhựa màu cam tạo điểm nhấn cho xe. Và phiên bản này được trang bị hệ thống chìa khóa thường mà thôi. Hiện tại thì có riêng những phiên bản được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key để tăng thêm cái yếu tố an toàn hơn và giá bán có nhỉnh hơn một chút so với phiên bản các bạn đang theo dõi ở đây. Những cái logo cool này cũng như Scoopy nhìn rất đẹp và cuốn hút, các bạn có thể theo dõi các bạn nha. Về cơ bản thì tổng thể thiết kế rất là đẹp rồi cho những chị em phụ nữ nào yêu thích một cái sự nhỏ gọn, và với những chị em phụ nữ với vóc dáng vào khoảng tầm 1m5, 1m6 điều khiển mẫu xe này một cách là vô tư luôn. Đây, các bạn có thể nhìn chính diện ở phần đầu xe cho mình các bạn nha, với logo của Honda ở phía bên trên cùng hệ thống đèn pha, đèn xi nhan phía dưới. Rất chi tiết cận cảnh rồi, các bạn có thể theo dõi xung quanh một lượt, mình quay rất chậm và chi tiết để các bạn có thể tham khảo thông qua video. Vị trí sàn để chân cũng khá là rộng rãi trên mẫu xe Scoopy này. Mình sẽ quay một chút ở phần tay lái cũng như là hệ thống mặt đồng hồ với đầy đủ các nút chức năng, các bạn có thể theo dõi trên màn hình này. Còi đèn xi nhan, pha cốt, mặt đồng hồ cũng được thừa hưởng thiết kế rất nhiều từ những cái mẫu trước đây. Kết hợp giữa màn hình analog và LCD tạo điểm nhấn cho cái mẫu xe Scoopy này. Thể hiện đầy đủ các chi tiết các bạn nha, các hệ thống đèn ở phía bên trên. Rất đẹp không các bạn? Nhìn nó pha chút cổ điển và hiện đại. Phía bên đây ấy, có idling stop kết hợp với nút đề và cũng đã loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha rồi. Hiện tại mẫu xe trang bị chìa khóa thường, các bạn có thể theo dõi trên màn hình, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Cùng với đó là hệ thống mở bình xăng cốp xe, các bạn có thể theo dõi. Có cái hốc để đồ phía bên đây. Và phía bên đối diện cũng có một cái hốc để đồ khá rộng các bạn nha. Móc treo đồ đây, các bạn có thể nhìn cận cảnh trên mình cho mình. Tương tự giống như cái mẫu xe Honda Lead. Mở cái phần hốc để đồ này ra, các bạn sẽ có phía bên trong là cổng sạc 2.1A, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Rất tiện dụng luôn cho mẫu xe Honda Scoopy này. Mình sẽ quay một chút ở phần yên xe liền mạch này, các bạn có thể cũng như là khối động cơ của xe để các bạn có thể theo dõi thêm. Sàn để chân rất rộng rãi các bạn nha. Cái vị trí tem xe và logo được bố trí cực kỳ nổi bật trên mẫu xe Scoopy. Vị trí để chân này của người ngồi phía sau đây được làm bằng nhôm đúc rất là tiện dụng và đẹp, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Hiện tại khối động cơ của xe mình có thể thông báo cụ thể đến các bạn như sau. Phiên bản mới lần này được trang bị động cơ SOHC ESP làm mát bằng không khí 110cc cho ra công suất vào khoảng tầm 9 mã lực các bạn nha. Hiện tại thì khả năng tăng tốc đạt là 12,73 giây để đạt được khoảng cách là từ 0 đến 200m và tốc độ tối đa lên tới là 91,3 km/h. Đấy là một số những cái điểm nhấn mình có thể bổ sung thêm. Phần bô xe có cái phần ốp bảo vệ chống nóng này, được sơn đen cũng rất là nổi bật. Các bạn có thể nhìn cận cảnh trên mình cho mình luôn. Về cơ bản thì mẫu xe với khối động cơ này chị em phụ nữ đi là đủ dùng rồi. Và nó sẵn sàng để có thể cạnh tranh với mẫu xe trong nước là mẫu xe Honda Vision. Tuy nhiên hiện tại giá bán của dòng xe Honda Scoopy là một mẫu xe nhập khẩu. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản chìa khóa thường. Phiên bản chìa khóa thường các bạn nha. Các bạn có thể nhìn ngắm cho mình một chút ở phần đuôi xe đây, với hệ thống đèn hậu LED, hai đèn xi nhan ở hai bên. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy hiện nay đang được xe máy Minh Long bán với giá vào khoảng tầm 54 triệu trong thời điểm hiện tại. Còn các phiên bản có trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, giá bán dao động trong khoảng tầm từ 55 đến 57 cho các phiên bản khác nhau các bạn nha. Còn rất nhiều những màu sắc, đây là phiên bản gần như là phiên bản thấp nhất rồi. Còn lại một số những phiên bản còn lại là những phiên bản cao cấp hơn để các bạn có thể tham khảo thêm. Mình nghĩ với bản thân top 5 ấy thì mình thấy rằng với những chị em phụ nữ có vóc dáng là khiêm tốn một chút, các bạn điều khiển mẫu xe này cũng cực kỳ là ok, rất nhỏ gọn, cũng rất là tôn dáng chị em và tạo những cái nét cá tính riêng khi các bạn đi ngoài đường. Gần như rất ít xuất hiện mẫu xe này trên thị trường. Chỉ khu vực miền Nam có thôi, miền Bắc gần như là không có. Và các bạn mua về độ lên cho nó một số món đồ chơi cũng như là tạo dựng cho nó một số những cái điểm nhấn nhất định nữa cho các chị em nữa là cực kỳ ok với mẫu xe Honda Scoopy ở đây. Rất đẹp cho các bạn, rất đáng để quan tâm. Với khối động cơ 110 phân khối đủ dùng cùng những cái tính năng trang thiết bị tiện ích, bạn nào có điều kiện kinh tế cao hơn một chút các bạn có thể trang bị cho mình, bỏ thêm vào khoảng tầm từ 2 đến 3 triệu sẽ có cho mình hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key để tăng tính an toàn hơn, cùng với đó là những cái màu sắc hấp dẫn hơn. Những phiên bản đó là những cái phiên bản được trang bị khá nhiều những cái tính năng, những cái option tốt hơn cho cái phiên bản đơn giản nhất ở đây các bạn nha, là phiên bản thấp nhất. Trên màn hình các bạn có thể theo dõi. Và ngày hôm nay thì mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Minh Long để có thể gửi tới các bạn mẫu xe này. Một phần là đem đến một làn gió mới, một cái mẫu xe mới để các bạn có thể tăng thêm cái sự lựa chọn cho khách hàng trong thời điểm hiện tại để có cho mình một mẫu xe ưng ý. Đặc biệt như mình nói phần đầu video rồi, đây là một mẫu xe dành cho phái nữ với một kiểu dáng thiết kế rất thon gọn cùng trọng lượng rất là nhẹ luôn, chỉ 94 kg, với khối động cơ là đủ dùng để các chị em phụ nữ có thể trải nghiệm trên những cung đường khác nhau, đi học, đi chơi, đi công tác đều có thể vô tư trên mẫu xe Honda Scoopy này. Một mẫu xe gần như là kiểu như là của những chị em phụ nữ, những cậu ấm cô chiêu, nó như vậy để các bạn có thể hiểu rõ được với mẫu xe ở đây. Sẵn sàng cạnh tranh với mẫu xe trong nước là mẫu xe Honda Vision. Ở thời điểm này Honda Vision cũng giá đâu đó vào khoảng tầm 50 triệu rồi, thậm chí còn đăng ký còn cao hơn, một số nơi giá bán còn cao hơn nữa các bạn nha. Đó là một số thông tin như vậy Top 5 có thể gửi tới các bạn một cách chi tiết cụ thể cũng như báo giá trong thời điểm tháng 7 của năm 2022. Các đoạn dõi video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Top 5 nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.